Chào các bạn, rất vui hôm nay Trầm Hương Hoàng Gia Hobita chúng tôi có điều kiện quay trở lại và tiếp tục làm các clip về cây để phục vụ các bạn. Thì hôm nay tôi không làm clip về kỹ thuật định hình mà hôm nay tôi sẽ nói tiếp cái mạch cái chủ đề của hôm trước, là tôi đặt vấn đề về cái chuyện mua nghe, bán nghe trong cây cảnh nghệ thuật, trong quá trình mà làm thương mại đó. Thì cái mua nghe bán nghe có nghĩa là như thế nào? Thì các bạn biết là cái việc định giá của cây cảnh từ phôi chọc, từ phôi dở đến cây hoàn thiện ấy, nó không đơn giản, bởi vì là mỗi người có một cái tiêu chí định giá, đánh giá, và từ đấy quy ra cái giá cả của cây nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Thế thì một cái câu chuyện như này, một cái phôi bây giờ định giá là bao nhiêu tiền để đi ra giao dịch, đúng không, để mua bán. Đây tôi ví dụ một cái phôi xi này. Đấy. Thế bây giờ biết định giá bao tiền, đúng không, định giá bán, định giá để quyết mua, có nghĩa là cái người chủ cây thì phải định ra được cái giá bán làm sao cho hợp lý. Thế còn cái người mua thì phải ướm được à, cái giá mình mua được tầm bao tiền. Nhưng mà cái vấn đề là nó cũng phải nương theo cái phôi ý, hoặc là cái tác phẩm ấy phải bao tiền, đúng không? Chứ nếu không mà ví dụ, tất nhiên cái người bán thì muốn bán giá cao và người mua thì muốn mua giá thấp rồi. Thế nhưng mà nó phải có một cái điểm giao nhau thì mới có thể gặp được nhau. Chứ còn bây giờ nếu mà xa quá thì không gặp nhau. Có nghĩa là cái quá trình mà đàm phán ấy, nó sẽ thất bại. Thì cái việc thất bại thì không cần phải bàn, đúng không? Thế bây giờ là cái quan trọng là muốn nó thành công. Thế thì người bán cũng đều phải có một cái cơ sở định giá, và người mua cũng phải có cái cơ sở định giá. Từ đó thì hai bên mới có thể là ngồi thương lượng được với nhau, đúng không? Ví dụ giả sử như là cái cốt này mà bên bán, tôi ví dụ đấy nhé, bên bán định giá ví dụ như là 300 triệu, đúng không? Nhưng bên mua ấy thì cũng phải có cái căn cứ để xem ở cái phôi này mình mua được tầm bao tiền cho nó hợp lý, thì phải có cái cơ sở. Và ví dụ sử như là bên mua mà định giá đâu khoảng tầm ướm tầm 250, nó lệch nhau tầm 50 triệu thì dễ đàm phán, đúng không? Thế nhưng nhớ may mà bên mua thì định giá cây này đúng khoảng tầm mấy chục, thế thì cái ngưỡng lệch giữa bên bán bên mua nó nhiều quá thì nó sẽ xảy ra tình trạng là cái đàm phán nó cực kỳ khó khăn và nó đi vào đến cái ngõ cụt đó. Nhưng cái quan trọng như này, nhiều khi là người bán cũng không có cơ sở để biết định giá như nào cho nó hợp lý, và người mua cũng không biết cơ sở định giá như nào cho hợp lý. Thế nó hay trong cái cảnh nghệ thuật ấy, trong cái mua bán ấy, nó hay xảy ra cái tình trạng gọi là mua nghe bán nghe. Nghĩa là sao? Thế tôi sẽ giải thích về cái câu từ một chút, và tại sao mà cái mua nghe bán nghe nó cực kỳ phổ biến trong cây cảnh nghệ thuật. Ví dụ giả sử như là để định giá bán một cây, ví dụ như là bên A người ta có cây này, và để căn cứ định giá thì người ta sẽ xem là những cái cây nào tương đương như này và đã giao dịch rồi tầm bao tiền. Thế thì lưu ý người ta sẽ dựa vào cơ sở để người ta định giá cây. Đây ví dụ giả sử như là cái cây này, người ta có một cái phôi này, đúng không? Nhưng người ta thấy có một cái phôi khác tương tự nó bán được tầm khoảng 100 triệu rồi, thì vậy có nghĩa là người ta định giá luôn cái phôi này của mình cũng phải tầm 100 triệu trở lên, hoặc là nếu mà cần thì có thể thấp hơn một chút, ví dụ 80-90 triệu chẳng hạn. Đấy, thì đấy là gọi là định giá nghe, gọi là bán nghe đấy. Thế còn bây giờ đến mua nghe nha, thì cũng tương tự như vậy. Ví dụ giả sử như thấy cái cốt phôi này muốn mua, đúng không? Thế bây giờ để định xem là bao nhiêu thì nó vừa, thì cũng phải xem là đã có cái nào nó giao dịch nó tương đương như này chưa, đúng không? Đây có cái mà nó giao dịch rồi tầm 100, thì có nghĩa là cái này tầm 100 là mua được, kiểu thế. Đấy, cái đây gọi là cái mua nghe. Thế thì cái câu chuyện định giá này thì bị phụ thuộc vào một cái sản phẩm khác đã được giao dịch rồi, đúng không? Thì nếu trong trường mà cái sản phẩm khác ấy, nó giao dịch rồi là đúng giá là một, với thứ hai
là hai cái cốt này nó phải giống hệt nhau thì mới định giá đúng, đúng không? Chứ nếu mà một trong hai tiêu chí mà nó không đúng thì có nghĩa định giá bị sai. Như nói nhỉ, cái thông tin mà cái một cái cây tương tự bán 100 triệu, liệu cái thông tin này có đúng không? Hay là nó giao dịch chỉ thấp hơn rất nhiều, thế xong rồi là nó bị fake giá lên. Thế nếu mà như thế là mua nghe bán nghe là cũng chết này. Mấy thứ hai, giả sử như là cái giá giao dịch là đúng, chuẩn chỉ 100% đi. Thế nhưng mà nhỉ, hai cái cốt phôi này có giống hệt nhau không? Hay là nó khác nhau? Nó chỉ khác những cái điểm nhỏ thôi. Tôi nói ví dụ như đây là cái cốt này, cốt hai thân đúng không? Đây, cái thân trực lắc này, với cái thân này thân hoành này. Đây con tử thì không tính, nhỏ đúng không? Thế thì là đây, cái thân nó đi lên này. À, đường chạy của thân trực này đúng không? Bây con hoành nó đi lên này, đường chạy này đúng không? Là nó bám răng tốt đúng không? Thế nhưng mà nhỡ may đấy là cái con mà giao dịch rồi. Nhưng mà nhỡ may cái con của mình nó lại đi này. Lại chạy ngoắc ngược lại. Nó chỉ ngoắc mỗi ngược lại thế thôi. Thế vậy nếu mà các bạn nắm về kỹ thuật không chuẩn ấy, thì tự nhiên ấy, các bạn nghĩ à cây này nó na ná giống nhau và giá giao dịch sẽ xem nhau, thế vậy chết luôn bởi lý do là cái cây giao dịch rồi thì là cây chuẩn, nhưng cây của mình hoặc là cây mình định mua ấy, lại là cây bị lỗi, bị sai giá đó, cái này rất nguy hiểm nha. Thế đâm ra là cái việc mua nghe bán nghe ấy, bản chất của nó chỉ là do là nguyên nhân là cái tay nghề cả bên bán bên mua kém. Cả bên bán bên mua kém, chẳng biết cái căn cứ gì để định giá cho nó chuẩn. Thế đâm ra cứ thấy cái giao dịch cũ, nó giao dịch rồi ta theo. Thế vậy câu chuyện như thế là nó rất nguy hiểm và nó sẽ gây ra một cái tình trạng là mua sai, bán sai. Có thể là bán bị hớ. Có thể là mua bị hớ. Tức là bán quá rẻ so với lại giá trị thực tế và mua quá đắt so với cái giá trị thực tế đáng ra phải trả. Đấy, cái tình trạng nó cực kỳ phổ biến ở trong cây cảnh nghệ thuật khi mua bán, đặc biệt là mua bán phôi. Cái cây hoàn thiện thì nhiều khi là còn đỡ phải làm thì còn nó còn đỡ, nhưng mà cái cây mà còn đang dạng phôi pha ấy, mà chỉ đánh giá kỹ thuật sai một chút thôi là tỏi luôn đấy. Thế đến cái câu chuyện nó là như vậy. Thế đâm ra là các bạn phải hạn chế tối đa trong cái quá trình giao dịch mà các bạn mua nghe bán nghe. Bởi vì lý do là khi mà mua nghe bán nghe như vậy là bản chất ấy, là các bạn không nắm được chắc kỹ thuật, cũng không nắm chắc được thị trường. Đúng không? Các cái thông tin người ta nói ra chắc gì là đúng, mà phải tự cái bản thân mình đánh giá được cơ. Ví dụ sử như là cái clip trước ấy, là tôi đã nói về cái vấn đề là định giá cây ấy, định giá gọi là giá bán ấy, gọi là giá cả đấy, thì các bạn phải tự bấm được giá chứ đừng nghe người khác nói giá, đúng không? Tự bấm được giá bán thì các bạn sẽ biết là cái giá này mình sẽ, cái cây này mình sẽ bán được bao nhiêu vàng, mình sẽ mua tầm bao nhiêu thì vừa, bán bao nhiêu thì là được giá. Ví dụ như bán giao lưu với anh em mà để giá cho anh em, để cơ hội cho anh em mình có thể bán thấp hơn chút, đúng không? Thế còn ví dụ xác định ông nào mua bán một lần thì thôi mình bán hết giá, đúng không? Đấy, cái câu chuyện nó là như vậy. Thì cái việc này ấy, để khắc phục cái tình trạng như vậy thì các bạn sẽ phải tự nâng cao cái trình độ lên, tự nâng cao trình độ lên và bám sát thị trường thì các bạn mới mua bán được. Chứ bây giờ các bạn làm ăn mà các bạn không bám sát thị trường thì cũng chết, đúng không? Buôn mà. Thế mà buôn mà mình không biết gì về kỹ thuật thì cũng chết. Đó. Thế còn cái việc mà người ta mua bán nói nhào, đấy cái việc của người ta, đúng không? Người ta nói chứ, nói 10 câu chắc gì đã đúng được 50% hay đúng được 20%, ai biết được, đúng không? Cái chuyện mà buôn nói thì không thể biết được. Quan trọng là mình phải tự đánh giá được. Đó. Thế thì cái clip này là tôi muốn nói một cái nội dung nó đơn giản vậy thôi. Và hạn chế cái tình trạng mua nghe bán nghe. Bởi vì mua nghe bán nghe nó sẽ gây ra cái tình trạng ảo giá. Ảo giá và nó sẽ bị cái tình trạng gọi là chuyển giá. Chuyển giá, thế các bạn hiểu không? Nó fake giá lên một con số nó quá nguy hiểm. Thế thì cái clip sau ấy, tôi sẽ nói tiếp về vấn đề là mua đuổi bán đuổi. Mua đuổi bán đuổi trong khi
trong trong quá trình mà giao dịch, trong quá trình thương mại cây cảnh nghệ thuật ấy, nó là một cái chủ đề rất chỉ là hay, mà cái chủ đề này là nó bị cái tình trạng là nó bị tình trạng là do không làm được, kỹ thuật yếu, thế xong cứ mua đuổi bán đuổi phôi ấy. Thế xong thực tế cuối cùng là nó như nào đấy, thì ở cái chủ đề tiếp là tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn và nói cho các bạn về cái nội dung như vậy, thì hy vọng là các bạn sẽ đón nhận chủ đề tiếp về cái tip như thế. Thì ekip chúng tôi cũng xây dựng một cái kênh chuyên review kiến trúc, đó kênh Nhà Việt TV. Ở kênh này chúng tôi review các cái công trình kiến trúc có tuổi đời cả trăm năm, cả ngàn năm của Việt Nam, có giá trị văn hóa nghệ thuật điêu khắc cao. Thì nếu các bạn quan tâm tới kiến trúc Việt thì mời các bạn sang kênh Nhà Việt TV. Các bạn có thể tìm kiếm kênh qua từ khóa là Nhà Việt TV 365 trên đề YouTube, không có dấu các bạn nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.